Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mayu Makeup. Hôm nay sẽ là một cái video dành cho những cô nàng hơi vụng về một xíu. Mà nói về cái sự vụng về, mình số 2 không ai số 1 luôn. Mình mà không vụng về chắc mình cũng lấy chồng lâu rồi ấy mọi người. Mọi người có thể lựa chọn một cái cushion cho dễ sử dụng. Sau khi lấy cushion thì mọi người có thể đặt vào những cái vùng lớn trên khuôn mặt, xong sau đó tan dần ra, ví dụ như má, trán, cằm. Bởi vì đây cũng sẽ là những vùng cần highlight luôn, nên dù nó có đậm hơn những chỗ khác thì nó vẫn rất là hợp lý. Cực kỳ chú ý hộ mình cái phần ranh giới giữa quầng thâm mắt và phần da bình thường. Chúng mình sẽ đặt che khuyết điểm ở vùng đó, chứ không phải ở vùng sát mắt đâu nha. Vì như vậy thì mới che được triệt để cái phần quầng thâm đó. Tiếp theo thì sẽ che ở những cái vùng da không đều màu ấy, ví dụ như vùng cánh mũi, vùng mép. Đến giai đoạn này thì mọi người cần chú ý một chút về cách dặm phấn nha. Nếu mạnh tay quá thì nó sẽ bị trượt, nếu nhẹ quá thì nó lại để lại vết hằn và nó hơi không tệt vào da ấy. Mình sẽ cố gắng số hóa và đơn giản hóa tất cả những cái make up này, để những bạn kể cả không có biết make up thì vẫn sẽ có thể làm hao hao 90% được. Theo mình thì lúc nào lông mày nó cũng khó hơn cả eyeliner nha. Đầu tiên thì chúng mình sẽ phải xác định đỉnh lông mày, nối từ đỉnh xuống đuôi. Sau đó từ phần đỉnh xác định cái một điểm ở bên dưới tầm 4-5mm và nối nó với phần đuôi lông mày còn lại. Mọi người có thể tìm trên mạng có rất nhiều cách để xác định ba điểm này. Nếu mà dáng lông mày vẫn chưa đẹp thì mọi người đừng lo lắng. Chúng ta sẽ dùng che khuyết điểm để miết lại cái phần đuôi lông mày. Tip của mình đấy là đừng di mà hãy kẻ một đường thật là dứt khoát. Khi mọi người xem một cái video make up ấy thì cái mọi người nhìn không phải là màu hay là cái sản phẩm mình dùng, không cần quá tập trung vào những cái đấy, mà cần tập trung vào cái cách kỹ thuật mình đặt cọ, kỹ thuật mình dùng cọ ấy, thì nó rút ra được những cái kinh nghiệm. Nếu mà lông mày bạn nào dài thì nhớ đừng quên chuốt cái mascara lên nhá. Nó sẽ tạo cho mình có một cái khuôn đẹp hơn rất là nhiều. Đây chính là cách đánh má đơn giản nhất, đấy là đánh vào cái vùng trái táo. Nếu mà bạn nào thích style tự nhiên thì có thể dùng cái sản phẩm của mình đang dùng, nên là mình rất thích cái này luôn đấy. Bằng màu thì cũng rất là Hàn Quốc và xinh. Hôm nay thì mình dùng cái son này cho cả mắt má môi luôn. Bôi như thế này mà mọi người không bôi được thì thôi đấy. Việc dùng một cái sản phẩm với nhiều chức năng như thế này thì nó rất là nhanh và nó tiện nữa. Nhưng với những cái trick mà mình được kê ra ấy thì mọi người vẫn có thể có một cái look rất là cầu kỳ. Càng thêm nhiều layer thì cái lớp màu nó sẽ càng đậm. Đấy là lý do vì sao mình dùng cọ nhỏ và nhấn vào đuôi mắt, sẽ tạo cho cái cảm giác mắt được sâu hơn. Mặc dù chúng mình không cần dùng đến phấn mắt, sau đó thì mình sẽ dùng phấn phủ để giúp cho cái lớp phấn mắt nó được khô hơn. Thế thôi, thế là xong màu mắt rồi. Cách kẻ mắt này đơn giản lắm mọi người, đảm bảo vụng mấy thì vụng thì vẫn có thể kẻ được. Kẻ bên dưới mắt thì mọi người chọn phấn nhạt thôi nhá. Để ý cái góc của cái cọ mà mình đặt ấy. Mình đặt từ ngoài xong mình kéo vào một phát là xong. Xong tô nó hình tam giác thôi, rất là đơn giản. Kẻ mắt mà có hơi lệch một tí thì cũng không sao nha mọi người. Mắt mình vốn dĩ đã không bao giờ giống nhau rồi. Tiên sư cái con muối nó dám quay đít vào ban giám khảo. Nhưng mà tại lúc đấy mình không biết là nó quay bông của khán giả chứ. Mỗi tiếng tinh tinh thì nó sẽ có một cái phần chú ý mà mình nốt ra cho mọi người ấy. Những cái gì mình nốt thì mình sẽ không nhắc lại bằng voice nữa. Nhớ thêm một chút nhũ mắt cho long lanh nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kẻ bọng mắt. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn cái màu phấn nó thật là nhạt thôi. Và lúc kẻ thì kẻ dứt khoát một phát là xong. Chứ đừng kiểu bôi bôi ra nó sẽ bị thâm cả cái quầng mắt luôn ấy. Đoạn kẹp mi này thì cũng không có quá nhiều trick, nhưng mà mình khuyên thật là nên kẹp nhiều thì nó mới tự rút ra được kinh nghiệm ý. Và nhớ là đưa cái tay cao lên thì cái mi nó mới cong được. Chuốt mi thì chắc ai cũng chuốt được rồi. Bạn nào mà hay bị lem với phần này ý, cố gắng chọn một cái chuốt mi cái đầu nó nhỏ thôi và hít thở một hơi thật sâu sau đó chuốt thì nó sẽ không bị rung. Cách lựa chọn tạo khối thì mình cũng đã giới thiệu với mọi người rồi. Mua những cái tạo khối của Hàn Quốc thì nó sẽ không bị đỏ và tự nhiên hơn rất nhiều. Nếu mà không xác định được cái phần cằm để tạo khối ý, thì mọi người rụt cằm vào một phát là sẽ thấy rất nhiều mỡ. Và yeah, đấy chính là chỗ mà chúng mình cần che thôi. Lúc tạo khối sống mũi hãy nhớ là chọn một cái màu nhạt thôi. Và cố gắng kẻ cái đường nó thẳng nha mọi người, đừng để mũi lệch. Và dùng một cái chổi to để định hình lại cái phần sáng nhất ở sống mũi. Bằng phấn phủ bình thường, không cần phải bằng highlight nha. Mình sẽ dùng một chút phần má bột để định hình lại cái phần má. Cách này sẽ giúp cho cái lớp má hồng mọi người không giờ bay luôn. Đảm bảo chơi bạt mạng, quẩy bạt mạng má vẫn ửng hồng. Như kiểu được ngồi cạnh crush vậy. Mình sẽ dùng son lót là Highlight Fenty thì mọi người có thể dùng màu son nào cũng được. Miễn là màu nude để cái dáng môi nó được đẹp hơn ý. Và màu thứ hai mình dùng là màu Watty của The Balm. Đây là một cái màu son rất là lâu rồi. Nhưng mà mình vẫn rất là thích. Màu này là kiểu hơi nâu nâu, nó giống cái màu của NARS. Nói chung là bạn nào thích tây tây thì nên dùng màu này nhá. Nhưng mà đánh theo cách của mình thì nó sẽ trẻ hơn với việc đánh full môi. Xong rồi, bây giờ thì mình sẽ chỉnh lại tóc nha. Cùng xem lại thành quả na.
Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này và đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của mình và kết nối với nhau nhiều hơn nha mọi người. Hẹn mọi người trong video sau. Love you.